Tôi được kết nạp vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967, khi tôi vừa tròn 23 tuổi, đang học năm thứ tư khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sơ tán ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt hơn 55 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều. Nhờ đó mà tôi từng bước trưởng thành và phấn đấu có làm được một số việc. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo, giúp đỡ của các đồng chí đảng viên đi trước, sự động viên ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan tôi đã từng học tập, công tác và làm việc. Thưa anh Văn, anh ra đi, những hình ảnh và những cống hiến to lớn của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn kính mến của chúng ta. Mình về với Bác để về xuôi, chưa dùng việc Bác không nguôi nhớ người, nhớ ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường, nhớ người những sáng tinh sương ung dung yên ngựa trên đường suối reo, nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Hình ảnh Bác Hồ đẹp tuyệt vô cùng, cưỡi ngựa đi ung dung như thế đi. Mình về thành thị xa xôi, nhà cao thì còn nhớ núi đồi nữa chăng, phố đông còn thấy bản làng, sáng đèn có nhớ mảnh trăng giữa rừng. Mình đi ta hỏi thăm chừng, bao giờ Việt Bắc thì được tưng bừng như xuôi. Trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc. Trên ngực áo này không một tấm huân chương, và sau làn vải ngực áo này có một trái tim. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc. Cả một đời vì nước, vì non, cả một đời vì nước, vì non. Ba phần con để điêu hoa vì dặm, dòng sông